một hôm lòng thanh thang, trời long bào giả dạng một dân, dắt cần cầu sang ngồi giữa thạch bàn, đồng dương và thả hồn theo sông nước, gió động ngàn lao lá cua xào xa, sở dương thả hồn theo những chiếc lá rơi tan lại mơ đêm bờ. Lòng quân dương bỗng nghe xúc động sông, đưa tay lên nhúc chồm râu bạc, nhập chén rượu đào nghiền ngẫm chuyện gần xa. Bỗng ngài đưa mắt nhìn sạn hang cua cạnh gốc thạch bàn, con cua cái đang nằm đốc giò, con cua đực thì ngày đêm lo canh giữ giờ hiền, quên cả việc đi tìm mồi cho đỡ đói. Mấy ngày sau khi vợ hiền coi bề cứng cáp, vợ chồng của mây xanh dài đi dạo mát cảnh giang, sở dương buông câu theo dội đôi cua. Ngài liền cất tiếng khen rằng loài vật còn trọng nghĩa phu thê, huống chi loài người ấy lại chẳng trọng câu luân thường đạo lý. Thâm thoát đến tháng lại ngày qua, nước thủy triều mấy phen lên xuống trần gian, qua hồng qua điệp rụng rơi từng cánh mộng, tên ngài lột vỏ của con cua đực thì của cái chỗ này nhấn mạnh đó. Của cái mặt tình đi dọc về ngang, bỏ cua đực nằm hiu quạnh trong hang, con ác thủ đem lòng tàn nhẫn, dẫn một nhân tình có đôi càng to lớn để xe xác anh chồng sâu số vô. Hết bài phải không? Vừa tiếp. Tiếp hả? À? Còn nữa hả? Không vậy chịu định. Mang bán cái đi. Mời các bạn truyền rao cho khắp cả dân lần. Hết thở rồi. Truyền cho thần quân tuân theo sắc lệnh triều đình, riêng cho tất cả đàn bà và sở quốc, ai cam đảm nếu chồng mà thủ cấp dẫn lên, được ban nhất phẩm phụ nhân lụa là gấm dốc vàng, từ trong mới thành nội ban ra, chiêu vua nước sở gần xa mới đặt chiêu chỉ ban ra chưa đầy nửa tháng. Từ những mệnh phụ phu nhân cho đến những trang thiếu nữ thiếu nước đó, thiếu nước đó. Có miếng nước vô. Không biết. Gắt cổ hả? Tiếp. Chiêu chỉ ban ra chứ đầy nửa tháng, từ những mệnh phụ phu nhân cho đến những trang thiếu nữ chung tình. Họ đem đầu người yêu đến hoàng cung đen hưởng điều đình, chặt cái đầu trọng. Chặt cái đầu. Quên xong đó. Sở Dương thấy cảnh bạc đen, cất tiếng khăn rằng bởi rộng trời cao, đàn bà lòng dạ hiểm sâu, ngoài môi lại nói những câu chung tình tình. Ác không? Ác thù. Ác thù đó. Cái gọi là cái này không vậy coi. Hay nghe. Còn ông tác giả đặt ra cái vậy thôi, cay quá, cay tao nghe chứ. Trời ơi, con ca chắc đem dục luôn.